Happy New Year cả nhà. Năm mới kính chúc đại gia đình chúng ta, mọi người mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, phúc lộc đầy nhà, tiền vô như nước, tiền ra như rùa, tiền ra ít ít thôi, làm tiền thật là nhiều, nhiều giống như những cái bao lì xì này nè. Đó. Để sẵn để lì xì cho các con và các cháu. Ngày mai thì Tết ở bên em thì chỉ có như vậy thôi cả nhà. Một chút như vậy thôi để lấy một cái không khí Tết. Không có đủ trái cây, đi ra chợ Mỹ mua được trái nào thì trưng bày trái đó. Và nhất là hai quả dưa hấu, thích nhất là dưa hấu ạ. Đó, một chút chia sẻ với cả nhà về ngày Tết của em tại Mỹ năm 2021. Đơn giản chỉ là như vậy. Các cháu đã đi xuống để đọc kinh rồi. Và bây giờ các cháu ăn uống một chút và đã đi ngủ. Làm một chút video để chia sẻ với cả nhà về ngày Tết của em đó. Ngày tại tiểu bang của em đó. Và đây là cũng có hai câu đối nè. Đó, nhiều đó là cảm thấy có Tết rồi phải không ạ? Một lần nữa kính chúc cả nhà an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc. Bye bye, xin hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye, I love you all.